Vâng, xin kính chào anh em cộng đồng Pi Network Việt Nam. Như anh em cũng đã biết ấy, thì bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 thì ông Nicolas và đội ngũ Pico Team đã cho giảm tốc độ khai thác xuống từ 0,1 Pi trên giờ xuống còn 0,0237 Pi trên giờ. Tức là trước anh em một ngày anh em có thể đào được 2,4 Pi tím, tức là Pi cơ bản trên một ngày. Nhưng mà từ kể từ ngày 1 tháng 3 trở đi thì anh em chỉ còn 0,56 Pi tím trên ngày thì thôi. Một cái con số giảm rất là lớn. Nhưng mà anh em hãy quan sát, để bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 ông Nicolas và đội ngũ Pico Team cho giảm cái tốc độ khai thác như vậy, nhưng mà ở trong ứng dụng Pi Network thì số Pi tím vẫn được cộng thêm là 2,4 Pi tím trên một ngày. Thì nhiều anh em đặt ra câu hỏi là không biết là tại sao, có phải là ông Nicolas đã tính sai hay không, hoặc là hay là ưu ái cho phái đẹp nhân ngày mùng 8 tháng 3. Vậy thì đâu sẽ là cái câu trả lời cho những cái sự sai sót này, thì sau đây mình sẽ xin giải thích ngay cho như này. Nghĩa là sau ngày mùng 1 tháng 3 đấy, thì tốc độ khai thác đã giảm nhưng mà bộ đếm thì vẫn chưa có hiệu lực, nên các ngày sau đó từ mùng 1 này, mùng 2, mùng 3, mùng 4 đến 11 thì tất cả các ngày này vẫn được cộng 2,4 Pi trên ngày vào phần Pi tím, và số Pi tím trong mục Mainnet vẫn chỉ là ước tính mà thôi. Thì hiện tại ông Nicolas và đội ngũ Pico Team đã điều chỉnh và chính xác hơn với công thức mới. Do vậy là anh em hãy yên tâm mà đào, chứ hoàn toàn không có sự sai sót gì ở đây. Chúc anh em thành công.